trời là cũng vừa chút mưa luôn cô chú. Chào. Ê, anh Đăng. Đây là bên mấy anh đầu ti mẫu xanh bên chạy hòm Út Quá nha. Đại tá đã đưa đi rồi á, là ngàn không tiền quỹ ban Bình Dương thằng Út Quá của bộ em an này thôi. Anh nút, cả anh Quy ơi, anh Quy ơi, anh nút kìa. Chào anh Út. Rất vui luôn quý vị. Nó rất vui nha. Hôm nay có một cái đám tang ở Hội viên Nghĩa Trang Bình Dương. Anh là đây là Út Quá chủ chạy hòm. Chạy hòm thì bây giờ là đám tang di chuyển vô đây. Chạy hòm Út Quá qua lại. Chạy hòm Út Quá qua lại Bình Dương phải không? Thì chào anh Út nha, anh Út. Anh Út Quá cũng có một cái đội chuyên giúp đỡ bà con nghèo nha. Cũng là hiệp sĩ luôn. Rồi, hiệp sĩ luôn. Số điện thoại của anh là 0942 51 52 53. Ok. Đây số điện thoại à. Ở khu vực Bình Dương á, cái liên hệ của cơ sở mai táng Út Quá nha quý vị. À, ở Bình Dương mà có ai có gặp sự cố gì thì cứ gọi điện cho anh. Cứ ai khó khăn tài trợ cho Út Quan luôn. Có ai mà khó khăn thì gọi Út tài trợ Út Quan luôn. Chuyến xe không đồng luôn. Dạ, chuyến xe không đồng luôn. Rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, cảm ơn anh. Đấy, cô chú anh chị thấy không? Cũng tiến vào phía trong không mọi người ơi. Đây là ô tô chuẩn bị đi rồi. Sẽ đi theo đoàn ô tô đi.
bụng tôi đám luôn. Tới chỗ cô chú ơi. Bây giờ tới chỗ giống sao cái chỗ sáng vậy? Cái chỗ sáng nè, dưới đây lúc này chôn nhiều lắm. Đúng rồi, cái chỗ này hồi sáng nè. Có đậu tì đứng đợi sẵn rồi đó. Ồ, hồi sáng là chỗ đó đó. Phải dài, phải mà thay đổi xung y chứ. Nói chung là anh em là tôi có giấy cận nghèo với đã nghèo rồi của tỉnh vừa cấp luôn nha. Giấy cận nghèo à? Giấy cận nghèo luôn. Cận nghèo, cận nghèo. Không, quỹ ban phường cấp cho tôi giấy đã nghèo luôn. Đã nghèo luôn. Mà phải giờ anh thoát nghèo chưa? Chưa thoát nghèo hả? Lễ đồng quan. Lễ đồng quan. Đông người vậy là cái hòm rất là hòm tối mà. Tối rồi. Bây giờ mấy anh đếm nữa coi là bao nhiêu người khiêng? 16 người khiêng. Wow, kìa có thêm nữa kìa. Trước khi mà đem hòm xuống là thấy có cái dù tre luôn nha cô chú anh chị.
nào anh điều khiển á, bắt đầu di chuyển qua bờ nha. Đóng là có giấy chứng nhận là cận nghèo mà chưa thoát nghèo. Ôi, đây sao nè, giữ nha. Wow, em muốn đi này, giữ. Để vô đi. Đây đi. Chưa. Chung là Ủy ban tỉnh nó cấp cái giấy là cận nghèo. Ủy ban phường này nó cấp cái giấy là đã nghèo. Ủy ban phường cấp giấy đã nghèo. Đã nghèo. Chưa thoát nghèo. Nghe đây bác. Bốn người mà hai hàng hai bên phải không? Nó với bốn người bốn góc nữa đó. 20 người đậu tì. Cái trại hòm của anh Lúc Quá nó là nó chất lượng thiệt, thấy không, cái mặt kia mặt này thấy không, thấy đó đâu. Dạ Tam Sơn hả thầy? Dạ có bia chưa? Có bia chưa? Thầy thì giữ luôn. Hãy subscribe.
con sạn hạ quẹt luôn con tối thầy ơi. Quẹt nè, kem kem tối vô rồi đó. Kem đồ nghề vô rồi đó. Thank you.